chào tất cả các bạn. Vâng, sự sụp đổ của gia đình nhà lãnh chúa Hải Đê, Hải Heo hoặc Lê Thanh Hải ở Sài Gòn, nước Tiến một thời ở Sài Gòn là hiện tượng, là một cái tất yếu khách quan hay là dậu đổ bìm leo? Vâng. Có lẽ là nhiều bạn sẽ thắc mắc và tự nhiên người ta đang sống như vậy thì gọi là sụp đổ, nhưng mà tôi thì tôi cho rằng có dấu hiệu sụp đổ chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi, đúng không? Lê Thanh Hải nguyên là ủy viên Bộ Chính trị, nguyên là chủ tịch bí thư Sài Gòn mấy khóa liền, đúng không, thì đã bị về mặt phương diện dư luận và công luận thì bị người dân người ta vạch mặt chỉ tên, người ta cho đó là một cái tên trùm ăn đất, một cái trùm tham nhũng về vật chất, về kinh tế cũng như về chính trị, đã tạo ra một cái vây cánh ở Sài Gòn gồm có chính bản thân Lê Thanh Hải này, nội tộc nhà y này, con trai y này, vợ y này, anh chị em nhà y này, đồng bọn nhà y này, xui ra nhà y này. Nói là y thì có vẻ cũng có vẻ nặng cái mùi đấu tố quá, tôi phải gọi là đồng chí Hải, đúng không? Y thì có vẻ như có vẻ tội phạm, mà trong khi danh chính ngôn thuận thì Lê Thanh Hải vẫn đường đường là một cái cán bộ nức tiếng ở Sài Gòn, đúng không? Cũng giống như anh Thăng, trước khi anh ấy bị truy tố, anh ấy không làm ủy viên Bộ Chính trị, anh ấy còn về anh làm phó ban kinh tế trung ương, anh ấy lên Mai Châu anh dự cái sinh nhật cái hồi tháng 11 năm 2007, về có một cái doanh nghiệp sân sau của anh ấy ở Hòa Bình này, có một cái chú làm nhân viên lái xe đấy, chú còn mang lên cho thiêu cho tiến sĩ điếu xì gà to lắm. Hồi tiến sĩ thì bỏ thuốc 10 năm rồi, tiến sĩ bảo không hút đâu, trồng trong cái điếu xì gà này à, ước tính nó được hơn triệu đi đấy, mà tiến sĩ không hút. Hôm tiến sĩ nói mà tiến sĩ bảo anh này, anh cu này thì sắp vào lò đến nơi rồi, cái chú bảo vào lò thế là được bạn, thì phong độ lắm nhá, mấy xe liền lên Mai Châu mà không. Thế thì mới cái hôm ấy thì đông, mà cái tối cái hôm mùng 5 tháng 12 tiến sĩ còn cắt tóc cho cái anh cu làm giám đốc cái sở tài chính, anh Đức giám đốc sở tài chính như đây, thì còn tranh luận thì tiến sĩ cũng thông báo là các anh phải cẩn thận, như anh cu Thăng hôm đó lên Hòa Bình rồi là Hòa Bình cũng có vẻ như tiền hô hậu hùng thế, nhưng mà có khi giờ vào lò đến nơi thì anh cu gân cổ anh cu cãi, thì tối hôm mùng 5 thì hôm mùng 7 anh Thăng vào lò làm cho cái anh giám đốc sở tài chính anh giật mình, anh bảo ô thế sao mà biết, mà không biết đâu, không biết thì không biết, tiến sĩ cũng thừa kế được cái phép gọi là nhìn mặt là bắt hình dong, thì cứ nói như vậy thì chẳng may nó trúng thôi. Lần này cũng mình cũng đưa cái áp dụng một cái thôi cứ gọi là nguyên lý đi nha, nó chẳng công thức thì cũng nguyên lý là nhìn vào cái những cái thông tin mà liên quan đến gia đình nhà anh hai Nhật hay hai Hẻo nước tiếng một thời thì có vẻ như sụm bà chè đến nơi các bạn nhá. Chỉ trong một thời gian rất ngắn thôi thì là anh Hải thì đã bị người dân người ta chỉ đích danh, đúng không, đồng bọn đồng chế của anh Hải thì đã lần lượt khá nhiều người là vào lo thế đấy, tín bắt rồi một loạt các cái giám đốc các cái sở ra tài nguyên môi trường, như là anh Kiệt là cái anh ấy trước là bị trộm nó đục mất mấy tỷ đồng rồi, anh bỏ được tiền là dành dụm vợ anh ấy chạy xe ôm cái gì đấy, thế là làm gì đấy nhá, thế rồi là một loạt đấy, đúng không, không chỉ có thế đúng không, kể cả những đồng chí mà đang đứng trước hiện nay cũng bị nhân dân là chỉ mặt và cũng bị báo, kể cả báo đảng là cũng đặt những câu hỏi to tướng, câu hỏi to lắm nhá. Anh Cang thì không nói, anh Cang thì sắp vào lò, anh Cang thì sang tháng sau thì làm lông anh chuẩn bị rơm sắp thui, đúng không, nói theo ngôn ngữ dân gian đây tức là làm những cái thủ tục, những cái trình tự, đúng không, làm rõ cái tội trạng, nhưng mà người dân thì chúng tôi làm định cái gọi làm lông thui anh chuẩn bị rơm sắp thui 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 anh Cang, đúng không. Thế mà theo một cái nguyên tắc là một cái nguyên lý là thế, vậy thì những cái anh thôi cũng nói nguyên lý nó phức tạp, nhưng một cái thực tiễn một câu hỏi là thế, vậy những cái anh khác trong cái giai đoạn nó phạm những cái tội tày đình như thế thì là cá nhân ở đâu, nó có tham gia vào gì không, theo tôi thì là có không, loại trừ kể cả anh Phong hiện nay mà đang ngồi cái chủ tịch, vừa xem lại bản thân mình xem là cái giai đoạn vừa qua thì nó như thế nào, có dính dáng gì không, có tư túi gì không, nếu có thì có khi là đồng tiền đi trước thì đồng tiền khôn thì lời thú nhận đi trước là khôn đấy, cái cách này cũng độ tháng này, cái cô Nguyễn Thị Dương, cái cô sinh năm 90 93 nhỉ, thì cô mà ném dép đi, cô đã nói mà cô đã kêu gọi là lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thì ra tự thú đi, tự thú trước bình minh đi thì hơn đấy, những cái gì nó xảy ra thì là nó, nhưng mà xem ra các cái đồng chí thì ngoan cố lắm ngoan cố lắm cứ bảo là kẻ thù mới thế lực thù địch nó ngoan cố, thực ra các đồng chí lãnh đạo ngoan cố lắm, cứ phải bắt tận ai dây tận chán, mà thậm chí ra tòa vẫn cãi vẫn phản cung, như anh Hóa, như anh Vĩnh Hòa,
xong đến lúc thì chẳng biết cái hôm đi kết thúc thì nó đâu nó có cái chuyện người ta đàm luận hay là mướm cung hay cái gì mà thôi nhận đi, không có tội nặng thì bắt đầu giả vờ ra quay ra thật thà hư rồi nhận nhận nhưng mà để thật thà rồi để khai thì lung tung bảo mình là não bé người ta đang cái chuyện não bé thì bây giờ cái nói nhận mình là não bé mới bị mù công nghệ thông tin thì bây giờ người ta mới lục ra thì tại sao não bé mù công nghệ thông tin là bệnh tật tâm thần nó không ổn định, nhưng mà để ai đưa thì bây giờ là tìm được cái kẻ, thế là nó lại phanh ra một cái chuyện khác nhá. Tôi cũng chuyện nó vui lắm cho nên là cũng khuyến cáo nhá, một là tự thú nhưng mà tự thú cũng phải cẩn thận đấy, như giống như hôm qua tiến sĩ khuyên cái gia đình là một cái bác quan của hàng đầu tỉnh, thuộc hàng đầu tỉnh Hòa Bình, những các chị cũng đang băn khoăn cái chuyện là bây giờ thấy là bây giờ tịch thu mới phong tỏa tài sản người thân, thì bây giờ các chị với tư cách là người thân của ông chồng, tức là một cái ông quan thuộc hàng đầu tỉnh, thì đang bảo là bây giờ các anh các chị cũng sở hữu nhiều nhà đất lắm thì liệu có bị phong tỏa một cái đấy thì cũng có khi là có. Vâng, bây giờ trở lại câu chuyện của Thanh Hải nhá, chỉ một trong thời gian rất ngắn thôi đúng không, đồng chí đồng giận thì không nói nữa, bây giờ nói người thân. Như thế là Lê Trương Hải Hiếu thì là phó bí thư, là chủ tịch quận, một cái quận quận 12 nhỉ, thì đã bị kỷ luật rồi, kỷ luật về cái chuyện là làm một cái lãnh đạo như vậy nhưng mà lại rất là hot boy, không những là ăn ở có con ngoài dã thú đi mấy đứa rồi, nhưng mà hôm qua kia lại loại những tấm ảnh mà đi mà ăn chơi có vẻ trông đàn đúm, mà những cái nơi đấy không phải là trụ sở, đấy có vẻ như quán bar hay ở những chỗ nào đó, những cái tấm ảnh mà nó có tính chất nó không khác gì cái những cái vụ lộ hàng của Bùi Cao Nhật Quân, tức là cái chỗ Novaland liên quan đến cái chỗ Phú Nhôm ấy nhá, mà qua thì mấy cái cô gái mà đứng kề vai áp má với Lê, với đồng chí phó bí thư quận ủy với chủ tịch quận thì ngực to lắm sexy ngực to cái chỗ đấy thì những cái người cô những cái cô gái bình thường thì người ta cũng không 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 thế, có thể là to vòng một có thể là to to hơn nhưng mà ta không ăn mặc, người ta không sâu hàng như vậy nhá, trông cái điệu bộ đấy thì có lẽ hôm qua cái đấy thì tiến sĩ bảo thì cũng là lộ hàng, mà thông thường những cái tín hiệu lộ hàng như thế là nó cũng báo hiệu một cái và một cái chuyện đấy nhá, mà cụ thể đây là cái chuyện là người ta đã chuẩn bị làm lông cái đồng chí phó bí thư mà chủ tịch quận mà là con trai của Lê Thanh Hải nhá. Thế còn Lê Trương Hiền Hòa thì cũng nói rồi, Thùy Dương nói đích danh rồi, làm cái gì mà suốt ngày cứ ra ra vào vào hớn hớn hở cái chỗ bán đảo Kim Cương, cái nhà cố Linh đã gì đúng không, chỗ đấy thì cũng thôi không nói nữa, nói thế thôi, đấy cũng là dấu hiệu rồi. Còn gì ạ, Trương Thị Hiền là phu nhân của là vợ của Lê Thanh Hải, đi hôm qua báo chí thì chỉ đích danh học viện đào tạo cán bộ thành phố Hồ Chí Minh là sai phạm rất là nhiều, mà là cái cơ sở đầu tiên thuộc hệ thống chính trị quốc gia chính trị nhá, là bị sờ đến vì cái chuyện xây dựng nó khuất tất đấy. Chim lợn nó kêu. Chào các bạn, chào Chính Phương, chào Quang Trường, chào Nguyễn Quang, chào tất cả mọi người ạ, chào tất cả các bạn trên ba ngôi nhà nhá. Hôm nay tiến sĩ live stream mà bà Táp đấy, giáo sư hớt tóc trang cá nhân này, giáo sư hớt tóc fanpage này, và tiến sĩ hớt tóc trên YouTube. Cảm ơn các bạn. Con chim lợn nó kêu. Không chỉ có thế đâu nhá, không chỉ có thế đâu, lâu nay người ta cũng đã xa gần về cái Phương Trang ô tô đấy, xe khách ở Sài Gòn các bạn biết rồi, cái bãi xe Phương Trang ở ngay cái chỗ gần Kinh Đô bên dưới là Cần Nhân Hòa đấy đúng không, nếu mà đi từ phía Thủ Đức mà lên Sài Gòn thì phía bên tay trái, mà đi từ Sài Gòn về Thủ Đức thì nó bên tay phải, các bạn đã biết cái bãi xe Phương Trang hoành tráng lắm, nhưng mà người ta đã xì xào, người ta bảo trong đó là có cổ phần của nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa nha. Đấy, thế mà người ta bảo là chính vì nó như thế cho nên Phương Trang nó chạy ở trên đường cũng là một hung thần đấy. Thậm chí có những vụ tai nạn mà nó nổ xe nó chết hàng chục người, là người cháy đen như thành than ấy nhá, mà có vẻ như nó cũng bị chìm xuống rất là nhanh, nhưng người ta bảo cái đó là nó do cái tính chất là nó suy thoái đạo đức với suy thoái chính trị của các cơ công quyền nói chung, nhưng nó còn có một yếu tố người ta bỏ trong đó là bà phó có cổ phần đấy, cho nên là cái tiếng nói của bà, hai nữa là bà phó thì lại là chị vợ của Lê Thanh Hải, cho nên nó cũng dây mơ dễ mái lắm nhá, nó tiếng nói ghê gớm trong hệ thống truyền thông cũng như hệ thống công quyền, cho nên những cái vụ như vậy nó chìm xuống. Tôi nói nha, đấy là cái thông tin cái dư luận nhá, bây giờ phải làm rõ cái dư luận này. Mà tôi nghĩ là đảng và nhà nước phải xem những cái dư luận nó có hay không, nó không có thì cũng là cái thì thôi thì tốt, nhưng nếu nó có thì cũng phải thấy coi đó là một cái mắt xích để lần ra cái sân sau đúng không. Quan ghi anh Phúc nói rồi, không những là có người là mang sân sau về nhà mình, mà không phải là một mà ba bốn hôm qua anh, mà có người đến 14 15 cái sân sau nhá. Đấy thì phải nói thế cho nó rộng đường nhá, không có để bảo là vu cáo bôi nhọ nhá đúng không, không để bảo vu cáo bôi nhọ mà cái bà phó chủ tịch nước mà béo ị. Nhá, nhưng mà gần đây nhất các bạn có biết làm cái gì không,
quan kia thôi, thì Sài Gòn người ta lại không đồng ý về cái mức kỷ luật khiển khiển trách cho cái anh Lê Tấn Hùng, là cái anh em ruột, tức là cái anh bào đệ của anh Lê Thanh Hải. Anh Hải thì anh Hải Nhật, anh Hải Nhật thì lại có những cái tục danh là Hải Heo, Hải Đê, Hải gì đấy nhá, không nói nữa. Nhưng bây giờ là anh Lê Tấn Hùng, và trước là tổng giám đốc Sài Gòn Đất V đấy, công ty nông nghiệp Sài Gòn đấy, đúng không? Thì lần trước thì người ta mới sờ đến cái vụ là đâu mà có một cái vụ đi nước ngoài mà anh ấy gian lận, mà anh làm rơi đến mười mấy tỷ hồ tệ nhá, thì mới là khiển trách. Nhưng mà kể ra mười mấy tỷ hồ lệ mà hồ khiển trách thì cũng đã là bất cập rồi, đúng không? 500 triệu thôi đã là tiêm thuốc độc rồi, đúng không? Thế mà lại mười mấy tỷ mà lại chỉ có khiển trách thôi, đúng không? Thế thì ngay cách đây khoảng 3 ngày thì cái cơ quan về quản lý về cán bộ đảng viên, ủy ban kiểm tra, thì họ đã bỏ bỏ cái đó, phế truất cái quyết định mà nó nhuốm cái màu lợi ích nhóm, nhuốm cái màu bao che. Và bây giờ bao che không được đâu, hôm qua thì đã thay đổi bằng một cái quyết định cảnh cáo. Và những cái thông tin về anh Lê Tấn Hùng thì không chỉ có là cái vụ đi nước ngoài gian lận tiền, không nhiều lắm, nghe đâu anh ấy có liên quan đến khoảng 2.000 hectare đất mà Agric Sài Gòn nhá, tức là cái công ty nông nghiệp Sài Gòn thì họ liên quan, họ sử dụng mà có dấu hiệu trái pháp luật, trái với những cái quy định về sử dụng. Mà làm sao mà không trái được, với một cái Sài Gòn nó bé bé như thế, sờ vào đâu cũng thế, mà cả nước cũng thế, đúng không? Sài Gòn nó đất vàng như thế vậy, đúng không? Người ta toa dập với nhau, mà lại là em của một cái anh lãnh, được gọi là lãnh chúa trong trong quả kép ấy, nhưng có thể bảo thời đại xã hội chủ nghĩa bảo lãnh chúa thì lại bảo bôi nhọ chế độ, nhưng người ta gọi là lãnh chúa trong nháy nháy nhá, như thế là gọi ông vua đấy, như ông nông nước mạnh ngồi trong ngai ngai vua ở chỗ đường chỉ sai ấy nhá, phải hiểu đến là cái trong nháy nháy. Chúng có thể bảo là bây giờ mà thời xã hội chủ nghĩa mà lại có lãnh chúa mới có vua thì vô lý quá, đúng không? Vì lãnh chúa mới vua là cái đối tượng mà nhà nước xã hội chủ nghĩa, như nước cộng sản đang đánh đổ nó mấy chục năm nay rồi, nhưng mà đấy bây giờ nó bảo đấy, tức là ông lãnh chúa của lãnh chúa đỏ, vua đỏ. Không chỉ có vậy, mới nhất là hôm qua tôi thấy ở trên báo 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 một hệ thống báo chí, thì nó lại có một cái chuyện là thế này nhá, có cái chuyện thế này ấy là gì ạ, những thông tin về các cái doanh nghiệp nợ thuế ở Sài Gòn, trong đó có doanh nghiệp nhiều lắm, nhưng mà đứng đầu cái doanh nghiệp thì lại là doanh nghiệp ở Hồng Quang. Tôi mới tò mò, tôi mới lần xem cái Hồng Quang này là cái gì, thì đọc thì mới thấy là Hồng Quang thì này, nguyên nó là một cái công ty nguyên nó là một cái công ty thành viên của Senco 5. Senco 5 đấy, Senco 5 là một công ty bộ giao thông. Tuy nhiên là sau đó thì sau nhiều quá trình biến báo, có lẽ nó cũng giống như là cái bóng đèn phích nước điện quang ấy, xong là sau quá trình nó biến báo thế nào thì nó lại trở thành công ty gia đình của cái bà gì họ Hồ, thứ trưởng Bộ Công Thương ấy nhá, đang ở Mỹ đấy. Đấy. Đấy, thế thì vốn là một cái công ty thành viên của Senco 5, thì sau đó, bây giờ thì từ khoảng từ năm 2000 đến giờ thì nó lại trở thành cái một cái công ty địa ốc Hồng Quang, và cái người chủ sở hữu chủ yếu và thực sự của nó thì lại là ông Trương Hồng Quang, ông Trương Văn Quang. Ông Trương Văn Quang là ai các bạn? Ông Trương Văn Quang là ông anh ruột của bà Trương Thị Hiền, và bà Trương Thị Hiền thì lại là em ruột của bà Trương Mỹ Hoa, và đồng thời bà Trương Thị Hiền thì lại là vợ của Lê Thanh Hải, và là mẹ của Lê Trương Hải Hiếu và Lê Trương Hiền Hòa, là hai cái nhân vật tôi nói đấy. Trong đó có một cái nhân vật đang làm ở giám đốc công ty du lịch Sài Gòn là Lê Trương Hiền Hòa, còn Lê Trương Hải Hiếu thì đang là phó bí thư quận ủy quận 12 và chủ tịch quận đấy. Khổ thế, dính dắt dây mưa dễ mái thế thì nó min không. Thế thì như thế thì cũng có thể là nói là cả nhà làm quan cũng đúng rồi, đúng không? Cái dòng họ nhà Trương Lê làm quan là đúng rồi, bà Trương Mỹ Hoa thì làm chủ tịch nước, em bà thì làm giám đốc học viện, em rể thì làm bí thư, con thì làm bí thư chủ tịch quận, thế thì nói là cả nhà làm quan thì cũng cũng không sai, đúng không? Nhưng mà không chỉ có thế, nếu mà cả nhà làm quan mà để tận dụng tụy vì dân vì nước thì là cái hồng phúc cho dân tộc, đúng như cái chữ quyết tâm chị nói, các bạn cứ thấy xem. Nhưng mà xem ra thì có vẻ không phải như vậy, đúng không? Tận tụy vì nước vì dân sao lại cứ ra vào cái chỗ bán đảo Kim Cương, cái nhà cô Mỹ Kỳ làm gì mà chả đến cái chỗ dân oan, đúng không? Đấy, tận tụy vì dân thì sao lại thì phải có cái tư cách, cái đạo đức chứ, đúng không? Sao lại
lại có tới hai đứa con ngoài dã thú thì còn đi chụp ảnh như hot boy hot girl ở những cái chỗ mà người ta cho là ăn chơi chị lạc đàng điếm, nếu qua người ta lại vừa mới bắt một cái vụ gì ở cái chỗ gì đấy, chỗ Nguyễn Trãi hay là Nguyễn Cư Trinh nhá, mại dâm đấy, ngực to lắm, hở hang lắm, mà trông cái bức ảnh lộ hàng của anh Lê Trương của ngày thì phó chủ tịch quận, à phó chủ tịch quận ủy đi chủ tịch quận thì trông thì nhuốm cái màu đồi trụy lắm nhá. Cán bộ đảng viên thường thôi thì người ta cũng tránh những cái chỗ đó bởi vì nó vi phạm vào những điều đảng viên không được làm. Bây giờ ông là phó bí thư quận ủy, là chủ tịch quận mà, ông này ông lại tì vai áp má vào cái ngực mà to ú sụ như hai cái quả bưởi bưởi đỏ Tân Lạc chúng tôi, thế thì người ta phải đặt câu hỏi về cái tư cách của cái ông này nhé. Và tất nhiên người ta phải sâu chuỗi vào một loạt cái, và người ta phải tính những cái yếu tố liên quan như là bà của cái đồng chí ông này làm gì, bố làm gì, mẹ làm gì, anh làm gì, thì người ta thấy người ta mới lần ra là cả, rồi bác thì làm gì đúng không, thấy là cả một cái sân sau mà nó cái gọi là sân sau đấy nhé. Thế nói ông thủ tướng vừa đang nói về sân sau thì không những là cả nhà làm quan mà lại còn sân sau nhá. Đấy, sân sau đấy, sân sau là ông Trương Văn Quang là cái ông anh ruột của bà Trương Thị Hiền mà vợ của Dương Thanh Hải, thì lại là không biết qua một quá trình biến báo thế nào ông lại là chủ sở hữu thực sự của cái công ty Nghĩa Hồng Quang, vốn là các thành viên của Senco 5, tức là cái công ty xây dựng công trình giao thông đấy. Thế mà lại là bây giờ thì lại đứng đầu cái danh sách nợ thuế thành phố Hồ Chí Minh, tức là nợ đến 92 tỷ đồng nhé. Báo chí thì nó không nói rõ như vậy đâu, hôm nọ trong cái bài báo mà nói với cái học viện, giám đốc học viện thì người ta nói rõ là vợ của Lê Thanh Hải, nhưng cái báo chí thì không nói, nhưng mình lần ra bằng rất nhiều các nguồn thông tin thì mình và đã kiểm chứng một cách chắc chắn thì ông Trương Văn Quang là anh ruột của bà Trương Thị Hiền, vợ của Lê Thanh Hải, và Trương Thị Hiền thì là vợ của Lê Thanh Hải đúng không, từ một cái giám đốc trường bồi dưỡng cán bộ thì là được nâng cấp là học viện, mọi học viện là nó giống như là cái trường quốc gia đúng không, học viện thủy lợi, học viện ngân hàng, học viện bưu chính viễn thông đấy. Thế và có lẽ từ cái chỗ nâng cấp từ cái trường ấy lên học viện cho nên đầu tư xây dựng hàng nghìn tỷ để xây dựng cơ sở hoành tráng, thì và người ta đã phát hiện ra là trong cái việc cái xây dựng cái đó là nó có dấu hiệu của cái thất thoát tham nhũng, và người ta đang sờ đến nhé, gọi là làm lông ý, ta làm lông. Thế thì rõ ràng là bây giờ chúng ta nhìn một cái thế trận là như này, bản thân Lê Thanh Hải thì bị người dân người ta chỉ vào mặt, người ta bảo tự thú đi nhé, tự thú đi. Thì hôm nọ thì trong một cái thành phần mà người ta kêu gọi tự thú thì đã có anh Tím này, anh Cang, anh Kiệt là có anh thì đã bị còng vào tay rồi, còn anh Cang thì chắc là cũng không thoát khỏi cái còng nhé, không thoát đâu nhé. Mặc dù là gần đây thì trong một cái động thái mới nhất thì là anh ấy vẫn nhưng nháo, anh ấy đi ăn chơi với cái cô Lê Mỹ Hạnh báo phụ nữ, thì anh ấy vào nhà hàng Hoa Sen quận 1 đi xe Camry nọ kia đấy, cũng chưa lâu đúng không, thế rồi là cũng cách đây độ nửa tháng cái tội lên, tôi bảo là thành phố Hồ Chí Minh như các ông làm buồn cười quá. Anh Cang là cái anh mà dư luận thì người ta cho dân người ta chỉ mặt, thế và cũng đang có thế trận là sắp làm lông rồi, và các anh lại còn phong thêm một cái chức nữa là trưởng cái ban hòa giải biên đổi mới, không đùa dai quá nhá, thì đình chỉ rồi, có thể nói như thế là đình chỉ, mang về Hà Nội kiểm điểm rồi. Và hôm qua thì đã nói rõ là trong tháng 12 là sẽ làm lông, à không phải làm lông mà làm lông là dân dã quá, tức là Ủy ban Trung ương sẽ họp, cái cỡ cán bộ đấy là phải đưa ra Ủy ban Trung ương nhé để làm lông, à để kiểm điểm, bảo làm lông cổ mình, cổ mình thì nói cái giọng nó cứ dân dã, mình gần quán thịt chó đâu rồi cứ quen cái nói làm lông. Bây giờ mình bảo là bây giờ xem xét kỷ luật cán bộ của Trung ương quản lý bảo làm lông thì các bác lại cười, khổ đúng không? Đấy, chuẩn bị làm lông, à chuẩn bị kiểm điểm tháng 12. Thế và có lẽ là từ nay đến đó thì có lẽ sẽ tràn ngập những cái thông tin mà nó sẽ khui ra những cái tội trạng của anh Cang đúng không? Mới cách đây mấy hôm thì người ta còn phong cho anh như thêm một cái chức là trưởng ban hòa giải với đổi mới một cái hệ thống đầu tàu nhé. Thì không biết là cái đấy thì căn cứ vào đâu, một thì là người ta cũng nó có thể là có từ trước, hai là có thể là đấy là cái động thái mà có dấu hiệu là che đậy những cái tội trạng đúng không? Đấy cũng như là Thủ Thiêm mới đây thôi thì người ta còn dùm beng, người ta cho là nhân dân là phản động, thế nhưng mà cho đến bây giờ thì có vẻ như không phải như thế, mà thậm chí hôm qua tôi còn nghe anh Nhân anh bảo là cách đây không lâu người ta bảo đi khiếu kiện là làm xấu cái hình ảnh xã hội chủ nghĩa, mà thế lực nó giật dây. Thì hôm qua anh Nhân trong một cái diễn biến gần đây anh Nhân anh bảo là nhờ cái việc khiếu kiện mà đảng và nhà nước nhìn ra cái đội ngũ mình phát hiện cái sai phạm của cán bộ, đánh giá cán bộ, thế thì từ một cái trạng thái một cái việc là người ta bảo cái khiếu kiện là hình ảnh làm xấu đất nước và bôi nhọ và thậm chí là nhận tiền của thế lực thù địch đi khiếu kiện, thì bây giờ anh thừa nhận là khiếu kiện nó lại không phải như thế mà nó có cái tác dụng tích cực để giúp cho đảng nhìn ra đúng không?
Đấy, thì cái đó tôi thấy là, thì cũng có lẽ là nhờ cái việc đó thì trong những ngày tới đây thì những cái thông tin không chỉ dừng lại ở vấn đề dư luận, không chỉ vấn đề là của nhân dân Thủ Thiêm ở Sài Gòn người ta kê cái tội trạng, hoặc là cái nhà bản thân Sơ Thu Hương cũng rất nhiều lần là vạch mặt chỉ tên nhé, lãnh đạo ở Hồ Thành những ai nhất là cái bon xuất thân từ cái biên đoàn, nó thành đoàn, lâu nay là cái nhóm lãnh đạo đoàn nó cũng thành một cái nhóm lợi ích, các bạn không phải đơn giản đâu nhé. Các bạn cứ thấy xem, cứ kê và nhìn vào cái danh sách mà trưởng thành từ cái đoàn thanh niên là bây giờ là có khi đến hàng trăm cái ông bà đang làm cấp to. Cái ông Lê Đắc Vinh ở Nghệ An không biết là có biết làm nên cơm cháo thì cũng là từ đoàn. Cái bà Lâm Thị Phương Thanh ở Lạng Sơn cũng từ đoàn, mà đoàn thì các bạn biết là chả biết làm quậy nhé, làm tập đoàn thì trước tôi thôi, làm bộ đội tôi gọi là cái đoàn là cái gì đấy, cái gọi là cái gì đấy, người ta cứ nói một cái câu nó hơi buồn cười, gọi là cái gì là đóng đinh leo thang cái gì đấy, mà trong khi các cái bộ phận khác thì người ta trực tiếp làm những cái việc như là sản xuất chiến đấu dịch vụ đoàn, cái lượng phận giống như cái bọn cờ đỏ trường phổ thông hôm qua tôi nói đấy. Đấy, thế nhưng mà có khi nó thành một cái nhóm lợi ích đấy. Cái ông Đào Ngọc Dung, cái bộ trưởng bộ lao động hiện nay cũng chưa cũng xuất thân từ là một cái ông bí thư đoàn, và thậm chí là một cái ông bí thư đoàn mà gian lận trong thi cử nữa đấy, vân vân nhá. Nhưng được phải coi chừng nhá, cái chỗ này anh Trọng phải chú ý nhá. Phải không? Cho nên có thể nó xuất phát từ cái nguyên lý là bọn đoàn là cánh tay phải của đảng, nó dẫn đến hình thành một cái nhóm lợi ích, mà nó cũng kêu binh thì không kém thì công an đâu, về đơn giản nhé. Cho nên là rất nhiều con cái cán bộ là học hành thì bất tài dốt nát, nhưng bằng con đường là gì ạ, chui vào cái chỗ cái ngạch đoàn đó. Thế cho nên là không dễ hiểu là rất nhiều những cái cán bộ là vắt mũi chưa sạch nhưng mà chui vào bí thư tỉnh đoàn, điển hình như gì ạ, Nguyễn Minh Chiết con Nguyễn Tấn Dũng, đúng không? Tiếp hàng loạt các cán bộ là học hành thì dốt nát không thể gì vào đâu, thì thôi cố gắng chạy trọt vào cái chỗ đoàn. Hòa Bình chúng tôi cũng gọi nhé, Hòa Bình chúng tôi cũng gọi đấy, cũng phải ngẫu nhiên mà con các lãnh đạo, con bí thư chủ tịch thì rất thích vào chỗ đoàn, nên nhảy toát cái là lên là ngồi chung mâm với các cụ. Ở hình như là ở Đà Nẵng cũng có cái chuyện là cái anh Nguyễn Bá Cảnh cũng bằng con đường đoàn, là nhảy toát cái là đoàn, là cơ cấu nó trở thành ủy viên cái gì đấy ở đoàn, huyện ủy viên, tỉnh thì tỉnh ủy viên, thành thì thành ủy viên, luôn nó ngồi toát vào cái chỗ với lại các cái cụ đã 40 năm, 40 năm đi làm, thì người ta bảo tức là ăn trên ngồi chấp nhé. Đấy, nhưng mà đấy là một cái thủ đoạn của cái nhóm lợi ích, cái chỗ Sài Gòn cũng thế nhá. Thế nên không phải ngẫu nhiên mà anh Lê Tấn Hùng cũng đoàn, đúng không? Thế rồi anh Lê Trương Hải Hiếu cũng đoàn. Thế rồi bây giờ nhảy tót vào những cái chỗ mà người ta gọi là ăn trên ngồi chốc như vậy thì là đấy. Thế cũng là cái lúc mà cũng phải nói để nhận diện ra cái nhóm lợi ích, chứ không phải là nhóm lợi ích là chỉ có công thương với nị công an với nị công đồ gì đâu, mà ngay cái đoàn thanh niên nó cũng có khi nó cũng đã trở thành cái nhóm lợi ích, chứ không phải chuyện đơn giản nhá. Đúng không ạ? Thế nhưng mà tất nhiên là hôm nay thì không phải là mổ xẻ cái cho lợi ích đoàn, mà hôm nay là cái chuyện là đang nói về câu hỏi đặt ra là những cái dấu hiệu, cái chỉ ra sự sụp đổ của gia tộc lãnh chúa họ Lê ở Sài Gòn. Thì theo các bạn thì cái sự sụp đổ đấy với những cái dữ liệu sơ sài như thế thôi còn nữa thì chắc là kinh khủng lắm, nói không hết đâu, mà nói ra thì mình cũng chưa biết ở đâu, đúng không? Người ta bảo nó là giống như mafia nhé, kết hợp trong ngoài trên dưới. Nhưng mà với những cái dấu hiệu như thế thì theo các bạn thì cái sự sụp đổ của gia đình nhà Lê Thanh Hải nó là một tất yếu khách quan, hay là nó đã có tính chất giống như là một cái sự hên xui mà trong người đời người ta hay gọi là dậu đổ bìm leo đấy nhá. Nói đến dậu đổ bìm leo là người ta hay chỉ đến cái yếu tố nó thuộc về có khi là hên xui, kém may mắn, hoặc thậm chí là bị trù úm trả thù rồi là phe nhóm. Nhưng mà theo các bạn thì đấy nó là cái với những bằng cái thôi chứ chưa nói thêm, thì còn khủng khiếp lắm mà mình cũng chưa biết. Và với những cái dấu hiệu như thế thì các bạn thấy là có lẽ là cái chúng ta cũng có thể nói là cái sự trả giá, phải không? Trả giá cái sự sụp đổ của một cái gia tộc Trương Lê thì có lẽ nó là một cái tất yếu thôi, chứ không phải là một cái gì đó có thể chuyện là hên xui hay là trả thù phe nhóm, đúng không ạ? Vâng, thế mình trở lại là cái doanh nghiệp địa ốc Hồng Quang nhé. Thì bây giờ là em thì làm giám đốc học viện, em gái làm giám đốc học viện, chị gái thì làm phó chủ tịch nước, nguyên phó chủ tịch nước, còn em rể thì làm bí thư, là một cái ông vua không ai ở Sài Gòn. Thì khó có thể nói là cái ông Trương Văn Quang, là cái ông em bà Trương Mỹ Hoa, là cái ông anh vợ của bà Trương Thị Hiền, và cái ông anh vợ anh trai của Trương Thị Hiền và là anh vợ của Lê Thanh Hải đấy, không phải là một doanh nghiệp sân sau, đúng không? Với những cái quan hệ nhằng nhịt như vậy thì đấy chính là sân sau đấy. Cái khái niệm sân sau ở đây là chính là cái doanh nghiệp, nhưng mà nó lại là thân hữu của quan chức, đúng không? Đến chưa là thân hữu quan chức mới là người thân thôi, mới có thể đi mua nhà mua xe đưa con của quan chức đi Mỹ các thứ gì đã, thì đấy đã là sân sau ghê gớm lắm. Nhưng đây nó lại có quan hệ ruột thịt,
thì nó có đấy, có thể nó là cái sân sau rất là lớn, rất là to. Cho nên mình nói cái hồng quang là sân sau có lẽ cũng không phải là một cái võ đoán, không phải cái quy chụp nào. Các bạn có đồng ý với tôi đấy ạ? Vâng, nói Phúc nói rồi, mang sân sau về nhà mình. Và có những doanh nghiệp là có đến 14, 15 sân sau, không biết anh Hải có bao nhiêu sân sau, nhưng mà hiện tại thì cứ hắn thể tạm thế đã. Ta lại tiếp tục điều tra qua cái thông tin báo chí và đặc biệt là qua các cái nguồn tin của các cái bạn đọc ở khắp nơi trong cả nước. Và đây là cái nguồn, những cái nguồn tin mà các bạn đọc ở các khán giả của tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, người ta gợi ý, tôi cung cấp cho tôi, và tôi cũng tìm hiểu thông qua một cái hệ thống thông tin cũng như là chính thức và không chính thức. Thì hôm nay có lẽ tạm thời phải cung cấp cho các bạn như vậy đúng không ạ? Tạm thời thế đã. Thì 26 phút và bây giờ cũng là 6 rưỡi rồi, có thể là bắt đầu cái chuyện ngày mới rồi, thôi phải dừng lại ở đây. Thế có thể những cái chuyện khác thì lúc đầu mình cũng định nói, nhưng mà vì nó đã khá dài cho nên tiến sĩ sẽ dành những cái thông tin định nói vào cái này vào những cái buổi live tiếp theo ở trong ngày hôm nay. Thế đây thì tiến sĩ nói lời cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã chú ý, đã lắng nghe, đã comment, đã tương tác và đã cung cấp thông tin. Một lần nữa chúc các bạn ngày mới vui vẻ, mạnh khỏe. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Cô chuẩn bị đi học rồi.